Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình Đắk Nông ngày mới. Thưa quý vị, người xưa từng nói, hiện tài là nguyên khí của quốc gia. Vì vậy, bồi dưỡng học sinh giỏi là bước đi đầu tiên để đào tạo nhân tài cho quê hương, đất nước. Nhận thức được nhiệm vụ quan trọng này, nhiều giáo viên đã chủ động khắc phục khó khăn, ra sức bồi dưỡng học sinh giỏi. Và công sức của các thầy cô được đền đáp khi ngày càng có nhiều em giành giải cao trong các kỳ thi. Chương trình hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ hai giáo viên tiêu biểu có nhiều thành tích trong bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia của tỉnh Đắk Nông, hiện đang công tác tại trường Trung học phổ thông Trường Chinh, huyện Đắk Rơ Lấp. Đó là thầy giáo Nguyễn Văn Phú, phó hiệu trưởng nhà trường và cô giáo Đỗ Thị Oanh. Không chỉ chung trường, điều thú vị của hai giáo viên này là sống chung một mái nhà. Và trước khi gặp gỡ khách mời, chúng ta cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Mỗi tiết dạy lịch sử của thầy giáo Nguyễn Văn Phú, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trường Chinh đều diễn ra sinh động và cuốn hút học sinh. Để giúp các em tiếp thu bài nhanh, thầy đã tìm tòi ứng dụng những phương pháp dạy học mới, khơi gợi sự sáng tạo, tự học của học sinh. Dạ, đối với cảm nhận nhận xét của em thì thầy Phú là một người rất là nhiệt tình trong nghề giảng dạy, là một giáo viên rất là tốt trong môi trường Trung học phổ thông Trường Chinh, là thầy là một người rất là tâm huyết với nghề, đã dẫn dắt tụi em trong quá trình ôn luyện thi hay trong môi trường học hàng ngày của những tiết học ở trên lớp. Đối với em thì thầy Phú là một người thầy tuyệt vời ạ. Thầy luôn truyền động lực cho em. Thầy tạo cho em những cái sở thích về môn lịch sử, và thầy rất là tâm huyết, luôn giảng dạy cho chúng em một cách nhiệt tình nhất. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, điểm nổi bật của thầy giáo Phú là tích cực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy học, đánh giá học sinh. Với sự tận tâm, nhiệt huyết và có kiến thức sâu rộng về bộ môn lịch sử, đội tuyển lịch sử của tỉnh do thầy giáo Phú đảm nhận bồi dưỡng đã giành được 15 giải học sinh giỏi cấp quốc gia, trong đó trường Trung học phổ thông Trường Chinh giành được 2 giải. Xác định, bồi dưỡng học sinh giỏi là công việc khó khăn, vất vả, đòi hỏi giáo viên phải có kiến thức rộng, nên khi được tin tưởng giao nhiệm vụ bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn địa lý của tỉnh, cô giáo Đỗ Thị Oanh, trường Trung học phổ thông Trường Chinh luôn chủ động trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ để xứng đáng là người dẫn đường tin cậy của học sinh. Hiện nay khi học trò có quá nhiều thứ để quan tâm ngoài sách vở, thì việc gây hứng thú học và học tốt bộ môn địa lý không hề dễ dàng. Nắm bắt được điều này, cô giáo Oanh luôn chủ động học tập, nâng cao kiến thức, thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học, giúp các em tiếp nhận kiến thức hiệu quả nhất. Cùng với việc tạo cho các em có được tâm thế thoải mái khi học, điểm nổi bật của cô giáo Oanh là biết khơi dậy, nuôi dưỡng lòng đam mê học tập của học sinh. Dẫn dắt đội tuyển địa lý, thành tích mà cô giáo Oanh mang về cho tỉnh là giành được 9 giải học sinh giỏi cấp quốc gia. Riêng trường Trung học phổ thông Trường Chinh giành được 2 giải ba. Gắn bó với nghề giáo, phần thưởng lớn nhất đối với cô Oanh là luôn được đồng nghiệp và các em học sinh quý mến, tin tưởng. Trong cái chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi á, thì tôi thấy cô Oanh là một người rất là nhiệt tình, và đặc biệt là cô có những cái phương pháp mới giúp học sinh nắm bắt cái cách học dễ hơn. Và hầu như là cô không có giấu nghề cũng như là giấu cái bí quyết riêng á. Khi mà đồng nghiệp hỏi thì cô rất là tận tình giúp đỡ. Thì cô là một cô giáo rất là tâm huyết, luôn tận tình giúp đỡ và quan tâm đến học trò của mình. Cô thì để ý chúng em rất là cặn kẽ trong cái việc mà hướng dẫn chúng em để chúng em có thể có những cái kiến thức vững chắc nhất cho kỳ thi ạ. Trước tiên xin được cảm ơn thầy giáo Nguyễn Văn Phú và cô giáo Đỗ Thị Oanh đã nhận lời mời tham gia cái chương trình ngày hôm nay ạ. Được biết là cái việc mà bồi dưỡng học sinh giỏi là một cái công việc rất là khó khăn, thậm chí là gian khổ, nhưng mà đây cũng là một cái công việc rất là vinh quang. Và để mà bồi dưỡng học sinh giỏi thì người thầy không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải rất là tâm huyết với nghề. Và trước tiên thì xin được hỏi thầy giáo Phú là chia sẻ cái đôi điều về cảm nhận của mình khi mà đảm nhận cái việc mà bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia ở trường thời gian qua. Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu nhà trường, nhất là thầy Phan Thanh Hải và thầy Phan Văn Tấn, thì chính hai thầy đã truyền cho mình cái động lực trong quá trình công tác, và từ đó đã thổi vào mình cái sự nhiệt huyết, lòng đam mê môn lịch sử đã được hình thành từ khi nhỏ tới bây giờ. Và từ đó sự đam mê đó
nhiệt huyết đó mình lại tiếp tục được truyền lửa vào cho các thế hệ học sinh của mình. Thưa thầy, lịch sử là một cái môn học khá khó khăn với rất nhiều những cái sự kiện và số liệu. Để cái môn học này trở nên hấp dẫn, hay nói cách khác là để học sinh hứng thú với cái môn học, thì những cái giải pháp nào được thầy thường áp dụng trong cái giảng dạy thời gian vừa qua? Giải pháp của mình thì cũng hết sức đơn giản. Thứ nhất đó, thì mình thường xuyên gắn liền với những sự kiện đó với những cái mốc quan trọng đối với từng bạn học sinh. Ví dụ như gắn một cái sự kiện đó gắn lên với ngày sinh nhật của mẹ, hoặc là ngày sinh nhật của bố, hoặc là ngày sinh nhật của một người thân nào trong gia đình đó, thì với những cái mốc đó thì các em sẽ dễ dàng nắm bắt. Cái thứ hai ấy, thì mình thường xuyên ấy, cho các em nắm các sự kiện đó thông qua hệ thống là sơ đồ hóa. Và vấn đề thứ ba thì mình thường xuyên đưa ra một số hình ảnh, và những cái hình ảnh này phải là những cái hình ảnh mang tính chất là đặc trưng. Những cái hình ảnh này là những cái hình ảnh nó khơi gợi trí nhớ của các em, và đặc biệt là những hình ảnh này phải là những cái hình ảnh này nó tạo những cái mốc quan trọng trong cuộc sống cũng như trong quá trình sinh hoạt hoạt động của các em. Và từ những cái giải pháp đó thì số liệu lúc này đối với các em không phải là vấn đề khó khăn nữa. Vâng, xin được cảm ơn thầy với những chia sẻ vừa rồi ạ. Còn với cô giáo Anh thì khi mà đảm nhận bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa lý thì đối với mình thì có những cái khó khăn vất vả gì không ạ? Trong quá trình đảm nhận việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa lý thì mình cũng gặp một số khó khăn nhất định. Thứ nhất là đầu tiên đó là vấn đề xã hội đánh giá về bộ môn. Có nghĩa là có cái sự chênh lệch giữa các bộ môn với nhau. Cái thứ hai là thường thì những học sinh mà tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi thì gần như là các em đã không được chọn được những các bộ môn như là toán lý hóa. Khi các em tham gia đội tuyển, lượng kiến thức của các em đang rất là ít. Khi lượng kiến thức ít thì mình phải bổ sung và bồi dưỡng các em với thời lượng rất là nhiều. Từ việc hình thành kiến thức mới cho tới kỹ năng và rèn luyện đề. Vì vậy mà khi mà mình đảm nhiệm công việc này thì mình phải sắp xếp công việc trường, lớp cũng như các hoạt động của nhà trường một cách hợp lý. Cũng như sắp xếp công việc gia đình để dành cho các em một lượng thời gian nhất định trong quá trình ôn luyện, thì mới mang lại cái hiệu quả cao trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi. Để mà làm tốt cái công tác bồi dưỡng học sinh giỏi thì cái kinh nghiệm của cô là cái gì ạ? Để muốn đạt được hiệu quả cao trong cái công tác bồi dưỡng học sinh giỏi thì bản thân là một người giáo viên thì mình phải không ngừng nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, và phải tiếp cận với những cái phương pháp mới, những cách thức mới trong cái chương trình giáo dục phổ thông mới hiện nay. Đồng thời phải cập nhật thường xuyên và theo định kỳ hàng năm các cái ma trận, các cái cấu trúc thi của các cái kỳ thi mà các em sẽ tham dự, để từ đó mình thông tin, mình đề ra những phương pháp ôn luyện cho phù hợp. Đối với bộ môn địa lý thì có một cái riêng khác hơn so với môn học khác, đó là mình phải bồi dưỡng cho các em về phần kỹ năng về bản đồ, kỹ năng về biểu đồ, kỹ năng về việc xử lý các bảng số liệu như thế nào, sử dụng Atlas ra sao. Là vợ chồng thì cùng đảm nhận cái việc mà bồi dưỡng học sinh giỏi, thì giữa cô cũng như là thầy phụ thì có thường xuyên hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong cái công việc không ạ? Thì cùng là những môn xã hội với nhau thì luôn đóng góp ý kiến, cùng nhau xây dựng, hỗ trợ nhau đưa ra những phương pháp để làm sao để mình dạy được cái hiệu quả nhất. Rồi cách thức tuyển chọn học sinh như thế nào, rèn luyện kỹ năng cho học sinh ra sao, cùng hỗ trợ nhau trong cái công tác bồi dưỡng. Đối với gia đình thì do là hiểu cái vấn đề đó là cùng chung chuyên môn, cùng những nỗi vất vả chung, nên là việc nhà thì cũng san sẻ với nhau. Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm học 2007-2008, trường Trung học phổ thông Trường Chinh đã dần khẳng định được vị trí, vai trò là địa chỉ đào tạo có chất lượng cao trong hệ thống các trường trung học phổ thông của tỉnh Đắk Nông. Hàng năm, tỷ lệ học sinh khá giỏi của trường đạt khoảng 60%, tỷ lệ tốt nghiệp trên 98% và tỷ lệ đủ điều kiện xét tuyển đại học cao đẳng trên 60%. Trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp cũng như thi Olympic cấp tỉnh, cấp khu vực phía Nam, trường có nhiều học sinh tham gia và đạt giải cao. Riêng từ năm học 2017-2018 đến nay, toàn trường giành được 118 huy chương Olympic cấp tỉnh,
46 huy chương Olympic cấp khu vực và có 39 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Đặc biệt, 3 năm liên tục, trường có học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Thi đua dạy tốt học tốt, thì trong những năm vừa qua thì trường Trung học Phổ thông Hồng Trinh có cái phong trào này rất là tốt, phát triển vững mạnh ở trong toàn tỉnh. Và đặc biệt là có hai thầy cô là thầy Nguyễn Văn Phú và cô Đỗ Thị Oanh là những cái thành viên tiên phong của trường trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, có nhiều học sinh đạt giải quốc gia. Và chuyên môn lịch sử và môn địa đó là hai môn mà hiện nay nó là thế mạnh rất là lớn của nhà trường. Và hai thầy cô vừa giỏi chuyên môn và vừa rất là có tâm huyết trong cái công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Với cái phóng sự vừa rồi thì đã phần nào cho chúng ta thấy được là cái thành tích nổi bật của trường Trung học Phổ thông Trường Chinh trong cái việc mà bồi dưỡng học sinh giỏi, và để tiếp tục xây dựng nhà trường ngày một phát triển hơn, đạt được nhiều thành tích cao hơn, thì đối với thầy thì có những cái kế hoạch dự định gì không ạ? Để đạt được những thành tích cao hơn trong những năm học tới thì hàng năm nhà trường đã vạch ra kế hoạch một cách cụ thể, và sau khi vạch ra kế hoạch cụ thể thì nhà trường giao về cho tổ chuyên môn, và tổ chuyên môn sẽ giao trực tiếp cho giáo viên trực tiếp giảng dạy. Và mỗi giảng viên như vậy phải đảm nhận những cái chuyên đề chuyên sâu. Còn đối với học sinh ấy, thì nhà trường hàng năm ấy, thì sẽ có những cái cuộc thi để chọn lọc ra những cái em có năng khiếu và sở thích của riêng từng môn học. Đó là chia sẻ của thầy. Còn đối với cô giáo Ánh thì mình có những cái kế hoạch hay là những cái dự định, những cái mục tiêu gì trong thời gian tới không ạ? Thì bản thân luôn đề ra những mục tiêu rất rõ ràng cho các tổ viên cũng như là cho bản thân mình, như là chỉ tiêu năm nay mình sẽ đạt được bao nhiêu và tuyển chọn học sinh như thế nào. Vậy thì khi tuyển chọn học sinh thì để có một cái đội tuyển học sinh đạt kết quả cao thì mình phải lấy những học sinh đầu tiên là phải có tình yêu đối với môn địa lý, phải có kiến thức, phải có kỹ năng để các em thực hiện làm bài tốt trong quá trình học tập cũng như là rèn luyện. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn thầy giáo Nguyễn Văn Phú và cô giáo Đỗ Thị Oanh với những cái lời chia sẻ mộc mạc chân tình của mình ạ. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Bác Hồ đã nhận định có thầy giỏi thì rồi sẽ có phương pháp hay, do đó sẽ có trò giỏi. Thầy giáo Nguyễn Văn Phú, cô giáo Đỗ Thị Oanh và rất nhiều giáo viên khác ở tỉnh Đắk Nông đã và đang góp sức thắp lên ngọn lửa tri thức, chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học sinh. Và đến đây thì chương trình Đắk Nông ngày mới xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.